và các anh chị. Hôm nay thầy xin nói tiếp về cái pháp hội Di Đà mà mình sẽ tổ chức tháng 12 năm nay tại Long Beach Convention Center. Thì thưa các bạn anh chị, đó, cái pháp hội có rất nhiều cái đặc sắc. Một trong những cái đặc sắc mình vừa nói lần trước đó là cái đặc sắc mà mình có cái lễ lại sản pháp A Di Đà. Chứ mình còn một cái đặc sắc cũng vô cùng quan trọng nữa là cái sự tu tập định lực. Cái tu tập định lực là một trong những cái mà chủ đề rất lớn của Phật giáo. Bởi vì cái đạo Phật là dựa trên cái sự khai mở của trí huệ, mà trí huệ là từ nơi định, mà định lực là từ nơi cái giới. Giới định huệ, Đức Phật gọi là cái ba cái phương thức đó để mà đi vào trong đạo. Thì cái phần mà định này đó là cái phần mà chúng ta cùng nhau có thể tập và tu được ở trong 3 ngày pháp hội. Cái pháp hội này không còn 1 ngày mà là 3 ngày lận. Mà trước đó 3 ngày các bạn biết không, là mình có 7 ngày để mà dành cho những cái người nào mà muốn xuất gia đoạn kỳ trong một thời gian ngắn, xuất gia 7 ngày thôi. Và sau khi xuất gia 7 ngày rồi đó thì họ sẽ tiếp tục đi vào để mà hướng dẫn cái mình gọi là cái sự tu hành của tất cả những cái vị mà tài gia cư sĩ, tất cả mọi người tới. Thì trong cái 3 ngày tu đó mà mình, tại sao mình gọi là tu tập định lực? Là vì trong 3 ngày đó là bữa sáng một lần, bữa trưa một lần, bữa tối một lần, là ngày đầu, ngày thứ nhì, là thứ bảy cũng là một sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, là mình đều có những cái buổi mà thiền tập. Cái buổi thiền tập đó là rất là hay, là thay vì mình chỉ ngồi im lặng như vậy thưa các bạn, thì mình sẽ ngồi đó, mình tập trung lại, rồi mình trì niệm cái chú gọi là chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Là cái chú đó, Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng, là trừ hết tất cả những cái tội nghiệp, nghiệp chướng mình đã tạo ra vô lượng vô biên bị kẹp về trước. Và đắc sinh tịnh độ, làm sao mà mình có thể sinh vào cái quả tịnh độ. Thì sinh vào quả tịnh độ này đó, có nhiều người nghĩ là thưa thầy, có phải là con đi về bên Tây Phương Cực Lạc không? Đúng rồi. Rồi các bạn nói với thưa thầy, nhưng mà con bây con ở đây làm sao con về bên kia được? À, tẻ ra đó là làm cho cái tịnh độ trong người mình nó mở ra. Tức làm cho cái quả thanh tịnh trong người mình nó mở ra. Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng là gì? Là hết cái bóng tối của mình không còn nữa, và cái ánh sáng của mình mở ra. Thì cái chú đó đó là làm cho những cái chuyện gì mình gọi là bóng tối. Thí dụ hồi xưa đó, thí dụ như mình hay ăn cắp, đây thí dụ tất cả bạn, thì bây giờ đó ăn cắp là một cái bóng tối làm cho mình không còn sung sướng, mà khi nghĩ lại thì mình không vui đó. Thì bây giờ đó, khi mình đọc cái chú này thì mình nhìn thấy được cái bóng tối đó, và mình nhìn được cái ánh sáng, mình nói à thôi bây giờ từ đây đó thì mình sẽ đi bổ thí, đi giúp người khác đi. Cái đó gọi là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng và đắc sinh tịnh độ, và mình sẽ không bao giờ mình đi về ngược lại đi làm chuyện xấu nữa. Thì cái đó là tức là mình đã có cái tịnh độ trong quả bây giờ. Mà muốn như vậy đó, không phải là mình xin đi về chỗ nào khác hơn là mình làm ngay trong cuộc sống của này mình bây giờ này, là mình mở ra cái tâm thức đó mà mình không còn đi về bóng tối nữa. Cho nên đó, mình phải có cái định lực. Định lực là gì? An trụ. An trụ ở đâu? Trong hiện tại. Hiện tại là cái gì? Là cái tịnh độ. Tịnh độ đó là gì? Tức là cái tâm mà mình không còn muốn làm chuyện xấu, chuyện ăn cắp, chuyện mà mình gọi là đen tối nữa. Do đó, đây là một cái phương pháp rất là quan trọng trong nhà Phật, và nó là một cái chính pháp. Đó là một cái signature, một cái chữ ký rất là quan trọng của chính pháp. Rằng mình ở trong cái thời đại bây giờ đó, trong cái thời đại mà các bạn biết là cái thời đại khoa học và cái thời đại của kỹ thuật, mình không phải sống và mình muốn làm một cái pháp hội là mình cứ cầu nguyện mà xin xỏ ơn trên ban bộ và giúp đỡ mình. Không. Mình làm một cái pháp hội để cho mình cùng nhau học hỏi và tìm lại được cái sức mạnh nội tại của mình, để cho mình đừng mất đi cái chủ quyền làm người và cái chủ quyền là chủ cuộc sống của mình. Và mình khai mở cái chủ quyền đó, khai mở cái đặc tính mà mình gọi là tự tại của mình. Tự là mình, tại là ngay đây, hiện tại, present. Be in the present, be in the now. Đó là cái mà người Mỹ hay thường nói. Thành ra mình an trụ, mình an trụ ngay trong hiện tại, ngay trong cái tâm thức, nghĩa là gì? Cái tâm thức đó rằng tôi có cái ánh sáng của nội tâm, tôi đang sống trong ánh sáng của nội tâm, và tôi ở trong ánh sáng này, tôi lan tỏa ánh sáng, và tôi không còn bị cột trói bởi cái quá khứ nữa, tôi không còn bị cột trói bởi cái bóng tối nữa, mà tôi tức là ánh sáng lan tỏa. Do đó cái đặc sắc đó đó nó thể hiện trong 3 ngày liên tục. Bữa sáng mình sẽ ngồi với nhau, mình trì tụng cái chú đó chuyên tâm, và mình nghĩ rằng và quán tưởng rằng là Đức Phật ở đây nè, phóng hào quang ra, và mình tức là Đức Phật, mình phóng hào quang ra. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, là thứ sáu, thứ bảy mình cũng làm 3 lần, sáng, trưa, tối, và chủ nhật đó, thì mình làm bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều lại thì mình vào trong một cái mandala. Và cái đặc sắc mandala thầy xin giới thiệu lần sau, nhưng mà cái đặc sắc đó là mình sẽ cùng tu đó, mà bây giờ là hay hơn nữa là mình sẽ đem tất cả những cái người vong, người âm đó,
cùng vào trong cái thế giới của ánh sáng và giải thoát họ. Bởi vì những người trong người ấm đó, là những cái người, ví dụ như các bạn biết có những người mà đã chết rồi trong oán ức, những người đã bị bất đắc kỳ tử, những người mà chết quá trẻ đi, những người chết bị đụng xe, bị tai nạn, bị chiến tranh, những người mà họ chưa thật số, họ rất muốn được giải thoát nhưng chưa biết làm sao cả. Thì mình sẽ thích mời tất cả những vị đó cùng tới an trụ trong cái ánh sáng và cùng khai mở cái tâm lượng của họ ra. Thành do đó, đó là cái đặc sắc thứ nhì mà rất là quan trọng của cái pháp hội, là làm sao đó mình cùng tu tập cái sự an định và mình mở ra cái vùng ánh sáng của nội tâm và đem tất cả những người khác cộng hưởng cái ánh sáng đó. Các bạn cứ nghĩ đi, mỗi người mình giống như một cái đèn cây nhỏ. Cái đèn cây nhỏ không làm sao thắp sáng cái phòng được. Như các bạn nghĩ 1.000 người hay là 1.500 người mà cùng có cái ánh sáng đó mà thắp lại với nhau, thì cái ánh sáng đó nó sẽ chiếu tỏa cả nguyên cả căn phòng. Thế còn một cái ánh sáng, một cái đèn, ngọn đèn không đủ. Thế nên mình mong rằng các bạn có thể hú, tức là kêu thêm bạn bè của bạn anh em cùng tới đó và cùng tu tập cái pháp môn gọi là trì niệm cái chủ bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni mà mình thường gọi các là chủ vạn sinh đó. Mình tới mình tu tập với nhau. Chỉ còn một cái điều đó rất là quan trọng là các bạn phải học thuộc lòng rồi bạn tới. Mình thì các bạn không thuộc cũng càng gì tới đó, đó thì mình sẽ nhìn lên trên cái bạn là có cái bạn cái screen đó, trên này mình nhìn lên thì mình cùng đọc theo. Nhưng mà đa số các bạn mà tu đạo Phật các bạn đều biết và cái chủ này rất là rõ ràng rồi, mình cùng nhau mình niệm rồi cùng nhau mình quán tưởng, mình chú ý vào cái nội tâm và cùng nhau mình mở ra cái ánh sáng đó và cùng nhau cộng hưởng, tất cả mọi người cùng nhau cộng hưởng cái sức mạnh của ánh sáng để mình giúp cho chính mình không còn mê tín nữa, nhưng mà đồng thời mình giúp cho những cái người vong linh họ thấy được cái ánh sáng đó, họ tìm được cái ánh sáng đó và họ cùng về với cái ánh sáng đó và họ mở cái tâm của họ ra. Thì khi mà người ấm là người trong quả tối mà thấy ánh sáng thì họ sẽ trở thành ánh sáng, họ sẽ giải thoát. Và đó là cái điều chắc chắn nhất để mình giúp cho cái người mà trong quả âm, những người vong linh, những người mà quá cố mà họ đang còn lẩn quẩn ở trong cái thế giới chúng ta mà họ không giải thoát được. Thì thưa các bạn, mình chỉ mong rằng đó, là cái pháp hội này đó, càng ngày mình càng làm cho cái đạo Phật nhà mình đó, càng ngày càng trở nên là cái đạo Phật của thời đại mới. Cái đạo Phật mà tất cả mọi người thấy được cái tiềm năng và sức mạnh của mình. Không phải là cái đạo Phật lúc nào cũng xin xỏ và mong ước cầu cần cái sức mạnh từ bên ngoài, mà mình là cái đạo Phật mà mình phải phát triển cái sức mạnh của bên trong. Sau đó rồi đó thì mình mới đón nhận cái sức mạnh của chư Phật, chư Bồ Tát bên ngoài. Và đó là cái phương pháp tu học mà cũng là cái đặc sắc vô cùng của Pháp Hội Di Đà mà thầy xin mời tất cả các bạn anh chị, các bạn và trẻ tuổi, trung niên, tráng niên, cho đến cao niên, lão niên, tiền bối, mình hãy cùng tới để mình hãy cùng nhau đem cái ánh sáng mình chia sẻ với nhau, cộng hưởng ánh sáng đó để mà làm lợi cho tất cả chúng sanh. Và cái ánh sáng đó đó thì nó sẽ được khai mở vào ngày 20, 21 và 22 tháng 12 năm 2013 này ở Long Beach Convention Center. Xin các bạn lên cái website đó là wpg.compassheart.com. Và mình cùng nhau để mình có thể ghi danh và cùng nhau chia sẻ cái niềm vui của mình với nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.